Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh của Zika chúng em nhá. Và hiện tại bây giờ chúng em đang setup cấu hình combo. Và cấu hình combo này thì kỹ thuật chúng em cũng đã phối ghép và cũng test nốt cái dây mà chúng em đã đấu dây cho anh Hưng. Ở đây là có bộ loa full C12, dòng loa full 30, phục vụ rất là tốt trong cái việc mà hát karaoke gia đình cũng như là sử dụng ở không gian rộng này. Đặc biệt là bộ combo này đang nằm trong chương trình khuyến mại trước ngày mùng 2 tháng 9. Có nghĩa là từ nay đến hết ngày mùng 2 tháng 9 sẽ được áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá lên đến nhiều triệu đồng cho bộ đẩy D800 và vang số chỉnh cơ KM360 và bụng mic không dây VK449 đi kèm. Và cấu hình combo này thì ngày mai mùng 2 tháng 9 chúng em sẽ hẹn anh Hưng vào buổi sáng, chúng em sẽ lên để bàn giao tận Sơn Động. Đúng rồi, Sơn Động, Bắc Giang, một hành trình khá là xa, gian nan. Nhưng mà khi mà chúng em nhận được đơn hàng là kỹ thuật cũng như là tất cả đội ngũ gì cả chúng em luôn sẵn sàng chuẩn bị cái tinh thần để đến tận nơi bàn giao phục vụ các anh em luôn. Con đẩy D800 là con đẩy 2 kênh công suất rất là khỏe. Con này có thể đánh với cái nhu cầu sử dụng gia đình nhé. Việc mà sử dụng một chiếc đẩy rời công suất khỏe nó sẽ giúp cho cái chất âm của đôi loa nó sẽ tươi, nó hay hơn. Đặc biệt là con đẩy này là con đẩy sử dụng công nghệ mạch lát hát này. Em nói báo giá chi tiết cái khuyến mại như thế này thì các bạn sẽ nắm được rõ hơn này. Con này đẩy này đang có giá là 8 triệu. Bộ vang số Liker KM360 có giá 3 triệu rưỡi. Bộ mic VK49 có giá 1.500.000 đồng. Thì tất cả ba bộ ba này chúng em sẽ khuyến mại xuống còn 8 triệu, đang được giảm giá này 3.500.000 này, 1.500.000 thật, giảm giá lên đến 5 triệu đồng cho cấu hình combo này. Cặp loa full C12 là full bass 30, được thiết kế với cái ngoại hình thì nó sẽ là cái thiết kế vào thùng mở ra phía trước, có một cái sức cộng hưởng của nó cho ra chất âm với cái độ phủ âm thanh rộng này. Gia đình đánh trong phòng 35-40m2, 70-80m2, thậm chí các em có thể đánh được cả ngoài trời. Đấy, cấu hình combo này thì em sẽ, đây, tiện bài hát này em sẽ test luôn để các anh em thử luôn cái chất âm của cái bộ combo này. Em sẽ tăng nhạc lên. Rồi đây qua cơn mê, sớm cạn lại thành dòng suối về ngọt về hương. Các em có thể thấy với cái bộ mic đi kèm và bộ mic chính hãng WeWood 4.9, cái chất lượng mic tiếng rất là trong trẻo và hát nhẹ. Và đặc biệt là cấu hình combo này thì nó đạt được cái yếu tố cần thiết nhất cho một bộ dàn âm thanh như là công suất khỏe này, mic nhẹ này, sáng tiếng này, chất âm hay và chống rú rít tuyệt đối này. Với khoảng cách rất an toàn như thế này em sử dụng này, để mic vẫn đang bật và em đang hát trực tiếp đây. Trong cái video này thì các em có thể để lại comment khi mà đặt đơn hàng hoặc gọi trực tiếp cho chúng em qua số hotline của công ty. Chúng em sẽ ship hàng và đi lắp đặt cho anh em cho bán kính 100 đến 150 km, là miễn phí, hoàn toàn miễn phí các em nhé. Anh chỉ có 102 02. Đây là bên lề kia mày kiếm tiền, bên cả tao cứ như là duy mày đang mơ.